Thưa quý vị, hôm nay mình ngâm đậu để làm bánh Bánh tét. bánh tét rồi quý vị. Một hai bịch đậu 400 một gram mỗi bịch. Anh này mình ngâm đậu trước trước một đêm hả? Trước một đêm. Sau đó thì mình gói bánh, ngày mai mình sẽ gói bánh nha quý vị. Ở đây là lá chuối quý vị ơi. Lá chuối này mình cũng mua ở tiệm nha quý vị. Lá chuối này đông đá mình cũng để một ngày trước đó. Đông lạnh đó, mình để ngày trước đó rồi ngày mai mình sẽ luộc lại và sẽ lau sạch lại rồi mình gói bánh nha quý vị. Ngày là 23 tây đương táo gì trời đó. 23 mình đó, 23 mình chứ. Và mình sẽ gói từ ngày mai, mình sẽ gói và mình sẽ coi mình được gói được mấy đoàn không gì. Đây là mình nấu nhân nè mọi người ơi. Mình ngâm hai bịch đậu là 800 gram đậu đó, mình ngâm qua đêm. Rồi bây giờ mình vo cho sạch, cho khô mình bỏ vô nồi. Mình chuẩn bị đây là tô nước rồi mình nêm vô đường bột nêm với lại muối cho nó mặn 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 đó. Giống như mình nấu chè sôi nước vậy đó, cái nhân vậy đó nó mới ngon. Rồi mình đổ vô, quậy đều tan rồi đổ vô nấu cho cái nhân nó nhão nhão mới nên dễ giòn. Thêm nước nữa. Sau khi mình nấu đậu xanh xong rồi về các bạn ơi, thì mình có những cái này như thế này vậy nè, nó mềm như vậy nè, quý vị thấy không? Và tán nó ra. Cái mình lấy mình tán ra, cái mình để vô tủ đá, Không, đâu phải. không phải Mình hả? để cho nó hơi nguội nguội, bắt đầu mình do nó thành cái cục nhân. Mình mới để vô đá. Xong rồi mình lấy từ cái nồi ra ngoài quý vị ơi, để như nè cho nó khô, lại cái mình gói lại cái chiều dài của cái đòn như thế nào đó, nó kích thước như mình gói xong cái mình để vô đông đá đó. Mười bảy đi cái đòn dài. Quý vị Không, ơi, mình lấy nhân ra xong mình để đây cho nó nguội đó quý vị. Còn mình nguội hơi thôi, không nguội nguội nhiều. hơi thôi, mình lấy cái bịch Còn hơi ăn mắm. ấy nè, mình gói như gì nè, xong cái mình để vô tủ đá quý vị. Rồi khi nào mình gói ra cái bánh tét đó thì mình lấy ra mình gói, bỏ bỏ nếp vô mình gói lại đó, quý vị thấy không? Làm cái này để nhưng mình nó vẫn còn nguyên dính đi khắn đó quý vị đó, mình chà cho nó dẻo cho nó dính đó. Quý vị ơi, mình cái lá chuối này nè quý vị, rồi mình đông đá mình để ngoài cho một đêm thôi quý vị, xong rồi quý vị ngâm nước nóng thôi quý vị, ngâm nước nóng rồi xong rồi mình căng ra mình phơi cho nó héo lại mình mới gói mới êm quý vị ơi. Bây giờ mình đang căng ra cho nó ấy nè, căng ra từng miếng miếng này chồng miếng kia, vài tiếng đồng hồ thì mình đảo đảo lại đó, đảo bời lại rồi xong cái mình lau nó lại cho nó sạch rồi cái mình gói. Mình phơi một hồi cái nó lá nó sắp sửa khô đúng không quý vị, mình lau cho mấy cái phấn gì mấy cái bụi bặm này nó cho nó sạch sẽ. À, vậy nó mấy cái nồi mình nấu mới sạch. Quý vị ơi, sau khi mình ngâm qua đêm mà đó quý vị, nếp đó cái mình đổ nước ra mình rửa lại cái mình đừng có rửa mạnh nha quý vị, đừng cho nó nát cái hộp nếp nha, cái mình để cho nó ráo. Đây bữa nay mình tính làm bánh tét với bánh chuối luôn quý vị ơi, quay cả bánh tét bánh chuối cho quý vị xem luôn nha. Mình sẽ trong bánh trong nếp mình quý vị, mình sẽ bỏ đậu này luôn, đậu này đậu lon nha, đậu lon nó cũng mềm lắm đó, nhiều cái nhiều thành phần thì nó gã hơn
Nếu quý vị nào dùng đậu kidney bean á, cái hộp bự hơn thì nó ít gã hơn. Cái này nó gã nhưng mà cái hộp vẫn ok. Còn cái này thì cái nước để cho pha cho màu xanh đó quý vị. À, lá dứa đó mà mình trộn vô để bánh tét mình làm ra cái màu xanh. Đây cái này là đậu mình có đậu đậu đen này, nó cái hộp mà nó bể gì nè quý vị. Nhưng mà vẫn ok tại mình thử rồi. À, cái hộp bự thì kidney bean mình có cái đậu mà lật lật chút xíu đó thì cái đậu đó cũng được, sao mình trộn vô mà nó mình gói lại ăn ok được rồi. Mình sẽ dùng chuối nha quý vị. Chuối đây là chuối chuối xứ nha, chuối này chín hết trơn rồi, mình làm có một phần thôi. Chuối này mà quý vị thấy nó màu xám xám vậy đó, nó giống như nó hư, không phải hư đâu. Chuối này chuối xứ này nó cứng lắm. Mình nó chín mùi cái mình để tủ lạnh, để tủ lạnh cái vỏ nó màu vàng vậy, trong trong nó cứng lắm. À, mình để tủ lạnh cái mình ướp đường vô nha quý vị, đường với muối xíu muối vô cho nó ấy, rồi cái mình để đó cho nó hả hơi cái mình trộn lên rồi cái mình hơi gói. Đây là cái nếp mình chiều hôm qua mình nấu đậu đây, chiều hôm qua mình nấu đây, nấu cái mình gói lại dùng bọc plastic, bây giờ nó cứng ngắc nó vậy, mình phải đẩy ra ngoài cho nó nguội gần hơi mình mới gói đó. Nó cứng ngắc vậy nó đâu có chảy ra đâu. À, nếu mà dùng nếp đậu đậu mà mình nấu, còn đậu bình thường mình chưa chín mình nấu cũng được, mà nó hơi khó gói hơn. Giờ nếp mình nêm nếm nè các bạn. Bột nêm, đường với muối, mà muối là quan trọng nhất, nhiều nhất. Để cho nó mặn mặn vậy đó. Ăn cái bánh nó mới hấp dẫn. Rồi mình trộn lên. Trộn trước đi rồi lát mình để màu lá dứa vô nè, rồi mình mới trộn đậu vô. Một đòn là một chén nếp đó em. Dạ. Này mình gói đòn gọn gọn thôi, không có gói đòn bự quá. Giờ mình bỏ một màu lá dứa vô vậy. Tại Wow. vì vừa thôi nó cũng xanh dữ lắm. Có gì thế? Ngồi như thế này. Để màu ăn được không thôi. Hả? Đâu không? Không có gì đó thôi. Thơm Vĩnh thôi. thơm lá dứa nhưng Thơm chứ. Phải nhiều quá nó xanh nữa. mà nào nãy mới làm cái gì. Trộn đều sao? Chưa. Đẹp trai. Đã. Mình trộn lên là nó hơi xanh xanh thôi, để nó nhiều không biết nha. Cái màu nhiều xanh nhiều không biết ăn cái tốt không, không biết nó làm bằng cái gì, nhưng mà đại khái mình Giờ mình sơ để đậu sơ cho hết giờ luôn. để đậu tất cả các đậu lên mình quậy trộn lên cho đều, sau đó thì mình bắt đầu vô gói đó, cho nó đều như vậy đó. Hấp Này mình dẫn chưa? dùng 4 lon đậu nè. 4 lần đầu nãy quý vị cho Mình quý vị ngâm coi đó. 18 chén nếp. Mình gói cỡ 18 đòn. Quý vị ơi, bây giờ mình gói bánh tét nè. Bây giờ mình lấy chén mình múc lá nè. Cái này là dằn hai bên ấy là miếng nhỏ nè. Cái này là nhân của mình đúng quý vị. Mới đầu tiên thì mình để cái miếng này miếng bự ở ở dưới. Rồi miếng nhỏ ở trên mà chéo ngang quý vị giống như dấu cộng đó. Cái mình phả cái nếp này ra, xong rồi cái mình được coi em, xong rồi cái Được không mình con? bỏ cái miếng này vô chính giữa quý vị, rồi cái mình lấy hai tay mình úp lại như giống vậy nè,
Đó. Mình úp lại cái mình lấy cái dây giống với dinh dưỡng. plastic này nè. Mình cuộn tạm tạm thời nhẹ nhẹ thôi. Rồi cái mình dằn cái đầu nó là mình bẻ cái đầu đó đó. Mình dằn xuống, rồi cái mình gõ trên xuống. Mình lấy cái muỗng mình cho nó ấy ấy xuống cái gì? Cho nó ém ém xuống đó nó thiếu bọ. Nó thiếu nếp thì mình bỏ nếp vô, mình cắt cái đầu cho nó ngắn lại để mình ốp vô. Mình khoảng chừng chừng khoảng 4 cm là được rồi. Hoặc là một một inch in 1.5 hoặc 2 inch là quá cỡ nha quý vị, từ cái nếp đến độ cao đó đó. Mình ném xuống cho nó đều. Đều cái mình bẻ cái đầu nó lại. Đó. Quay vô gì mà. Đó, mình bẻ cái đầu nó lại. Đó. Bẻ bốn góc luôn vậy. Cố gắng bẻ bốn góc. Còn cái mấy cái dư này nữa vậy. Ăn mấy giờ mình quấn lại vuông vuông mình chiêm nó vô. Hoặc mình lấy miếng kia chụp đầu hai đầu lại. Rồi xong cái mình có dây thun á. Mình lấy dây thun cái mình tạm thời mình gá nó đi. Cái mình lật cái đầu ngược cái đầu kia lại làm y gan vậy đó. Đó. Mình rõ rõ cho nó xuống nè. Đó. Nó xuống dài quá đó vậy. Cắt cắt chạy khoảng 2 inch được rồi, 1.5 inch 2 inch được rồi. Đó. Ít nhất là khoảng 1.5 inch thôi vậy. Lấy muỗng chà rồi cho ém xuống, nó thiếu quá. Nhưng ấy trong nó lòi ra đó, mình thêm chút xíu nếp nếp nữa. Dằn cho nó đều. Đó, cái mình bẻ ốp lại. Đó. Xong cái mình chìm lấy cái miếng mấy miếng mình có đó. Vì mình diêm vuông nó mình chiêm nó vô cái đầu nó. Mình lấy Nhiều khi nó giòn quá, hơi gắt. mình lấy mình chụp cái đầu nó lại, lấy dây thun vịn nó. Rồi cái xong cái mình nhiều khi nó bự quá mình xé lại cũng được, cái vừa cũng được. Mình lấy dây thun mình kèm đi vô. Cái mình lấy dây này nè quý vị, dây này đỡ hơn dây nylon nha, dây chỉ nè, mình gói nó lại, một dây không được để nhiều dây, xong đó để xong bên hông, rồi xong mình cuộc mình hết tính sao, mình đang làm quý vị, đây khoe cho quý vị cái đầu mình làm, đã ngon lành kinh đào chưa, không cần phải buộc ấy đâu, buộc chiếu ngang được rồi. Cái này thường thường là ở phía trong, cái dây này phía trong, cái lằn ngang này phía ngoài quý vị. Nhưng mà mình làm không cần phải chuyên nghiệp đâu, làm miễn sao nó không sút rồi nè, cái đoạn cứng ngắc, ok luôn. Quý vị ơi, nãy mình cuộc ấy sơ, bây giờ mình cuộc thiệt quý vị ơi, giấy giữa mình gỡ ra, đó, gỡ ra là mình cuộc đơn giản thôi. Tại vì mình ở nhà ăn không cho ai hoặc bán ai, thử ra mình không cần phải ấy làm gì, không phải đẹp quá làm gì. Đây mình cuộn theo cái kiểu mà kiểu đơn giản nhất nha. Cái này mình siết gì, siết đừng cho siết quá quý vị, siết quá nó rách cái đòn lủng vô. Đó, rồi cái mình cắt nó đi. Đó, dây thun này nè, mình cuộn ở bên đây cái chỗ dây thun cái đó. Mình muốn cho nó đẹp thì mình để cái nơ để chỗ mình cắt cho nó đồng nhau đó. Cuộc chéo gì là xong đó. Cắt nó đó, cuộc ở đây cái đầu mỗi không đầu tháo gì đâu nguyên anh mình hơi mới tháo đó, cuộc xong mới tháo đó. Xong rồi cái mình tháo dây thun quá vậy, hai đầu tháo luôn hết. Cái mình giờ mình đi cái đoạn mình đi đường chéo
Dây chéo để cho nó giống giống ngang. Đó. Mình kéo cho nó đều nhau, nó chồng qua kia xuống mà nó dài dài xíu đi để mình có thể được cái đơ nữa. Đó. Cái dây này quý vị nhớ làm nha. Dây này là dây chỉ nè. À, chéo qua qua rồi nó dư chút xíu. Dây chỉ này quý vị trước khi làm đó quý vị chụm nước quý vị nóng. Chụm nước nóng ngâm nó để cho nó ấy, nó dễ làm đó. Còn mà nếu mà không á thì nó hơi khó nha quý vị. Đây mình làm cái gì đây, mình buộc cái lại. Buộc lại cái mình đi chéo ngược lại. Đó. À, gì đó. Này buộc này dễ lắm, được đơn sơ dễ lắm. Đó, vậy mình chéo ngược lại cái bây giờ mình buộc nó lại đây, buộc nó lại, buộc chờ cái chừa cái nó có gì cái quai, chừa cái quai để mình có thể mình gấp bánh gấp ra. Khi mình nóng á mình gấp ra. Đây ok rồi, bây giờ thì nó này nó hơi lỏng rồi, mình cuộn nó lại đó này. Này mình chỉ nó hơi quấn xíu tại vì mình cắt ra trong cái cuộn nó ra đó, gỡ nó ra nhiều quá nó quấn rồi. Giờ thì mình ngay cái nhớ cái chỗ này mình cắt nè, mình làm y gan cái chỗ đó chứ mình để chỗ khác thì nó không đẹp mấy. À lên nó nữa đó, mình ấy nha, thường thường mình gói cái nào mình thấy nó dài quá thì mình thêm cái cuộc đó, cái mối cuộc đó. Đó đây mình cuộc nó cũng nhanh thôi. Đó, cắt nó chụm chút xíu ra. Đó, đây cũng vậy. Đây thì mình cột cái ngoài vô. Xích xích lên xíu cho nó dễ cho được. Nếu mà cái giấy của mình nó lá chuối, lá chuối của mình nó mềm quá, nó ấy quá đó, giòn quá thì mình không nên làm nó dễ. Cái này quá. Mọi người nhớ phơi lá chuối cho nó hơi héo héo thôi, cho nó dẻo dẻo lá chuối, cho đừng gấp. Sữa là cho đều anh. Đó. Xong rồi mình cắt mấy cái dây dư này ra quý vị, bỏ. Đó. Cái này đơn giản tại nhà ăn đâu có cho ai mình phải lo. Đó. Rồi mau nữa chứ có bánh tét là Việt Nam nhiều khi gói lâu lắm, thấy buộc dây vậy nó thế là mình xong cái đòn mình theo vậy. Dạ. Thấy giờ cứ ngắt cái đòn mà nè lăn á anh, lăn á lăn á không ăn gì quá. Được. Quý vị ơi, mình bây giờ cái nồi mình nấu bằng cái nồi áp suất nha quý vị, là mình rất lót, là nhanh luôn. Mình lót ít lá mình chuối dụng á. Dạ, mình bỏ lá chuối dụng vô. Bây giờ mình chắc bánh mình nha quý vị, mình đo trước coi. Anh chắc cái quai. Nhớ là chắc cái quai để lên gì nè. Để cái, khi mình nóng á, xong á, mình nấu xong á mình lấy ra bằng cái quai. Chứ khỏi lấy bằng tay nóng lắm. Mấy cái đồng bự bự nè. Đó, dài dài nè. Sắp trước vô. Đây. Đó. Được mấy đòn anh? 10 đòn không? Mình ém cái đòn này được không? Thôi lỏng lỏng đi, ấy ém nó không chín đòn. Lấy đòn nhỏ đi, coi nó vừa không? Ém đòn không anh? Thôi khỏi không? Thôi khỏi ém vô gì à? Ém vô giờ khi nó không ấy nữa.
Đoạn kia vô thử coi. Nhỏ. Để cho mình bự. Dừa dừa rồi em hùng nó không có nở ra, nó không có chín. Rồi 2, 4, 6, 8. 8 đòn, bây giờ mình phải bỏ vô đây nước nóng cái gì 2/3. Đừng có quá mức 2/3 vô. Bây giờ mình bỏ nước nóng vô. Bây giờ thấy không? 2/3 nữa nè. Đó. Giờ mình lấy vòi nước nóng không quý vị? Lấy nước vòi dặn nước vòi nóng là được không quý vị? Giờ mình cho nó vô. Cho nó vô đây. 2/3. Nước vòi này nó cũng xì khói rồi nhưng mà không nổi, không đến nổi mà chí cái tay mình. Phỏng tay mình. Đó. Để cho nó lên đi. Thế cái mức mà maximum của nó cái gì? Rồi mình khỏi chở đòn gì hết á. Nó nước nó sôi lên, cái áp suất nó nóng dữ lắm. Rồi nó chín hết trơn. Cái này mình nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ không anh? Ừ, tiếng đồng hồ thôi. Đã, thằng qua thì mình đã bỏ nước vô nóng vô quý vị. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha quý vị. Đậy nắp lại đây, cái nồi áp suất này mình có ấy kho nè. Đó. Vì nó đậy mấy cái đòn này nó dài dài quá. Để vô nó lòi ra. Lấy đòn nhỏ mình... đi. Đổi đòn nhỏ đi. Tắt cái đó nè. Đây nè, mình bỏ vô ấy xong rồi mình bỏ cái này vô quý vị. Đó, nó cũng hơi cao cao quá nè. Đó, bỏ cho mình dặn thôi. Đó, vậy là nó khóa rồi nghe quý vị. Và nhớ là cái nút này là nút ở trên này nè quý vị, mình phải để siêu liền là đóng lại. Khi nào nó phì cái này ra là chắc ép dữ lắm. Bây giờ mình bật diêm điện vô. Đây. Đây, cái nồi áp suất mình gọi, tên gọi là Instant Pot. Cái này nè. Đó. Phải nghĩ cái nút ceiling nè. Còn ceiling cái nào mà nấu xong mới dặn qua cái nút này. Nhớ hay nút ceiling. Cái này nó chuột xuống như vậy nè, bằng nhau là nó không có hơi không quý vị. Đó, mình bật lên, bây giờ mình lắp nó lại. Đậy nó lại, và kiểm tra nó coi nó có ấy không. Rồi. Nếu mình đậy không kín thì nó sẽ hú lên á. Bây giờ mình bấm vô cái này Instant Pot nè quý vị, bấm vô Mist 2. Và cái này là bao nhiêu? 1 tiếng phải không? Dạ. Giờ mình lấy cái warm này off nè, high pressure nha quý vị. Normal, nếu mình muốn đổi thì mình bấm đây là đổi nè. Đó, low high nè. Đó, vậy được rồi. Bây giờ thì mình chỉ bật vậy thôi. Mình khỏi không bật lên nữa gì chứ á, bật vậy là hơi là nó tự động đó, nó bật lên rồi quý vị. Bây giờ bắt đầu nó làm nóng cái bình lên. Nóng cái bình lên rồi thôi quý vị thấy là cái này nó ấy lên nè. Rồi. Quý vị ơi, nãy giờ thì nó vừa nó làm cho nóng, bây giờ nồi nóng lắm, nóng mà cái nó làm cái tít một cái là nó bắt đầu nó đếm giờ xuống, nãy giờ 1 tiếng đồng hồ, giờ nó xuống 2 phút rồi. Bây giờ cái quý vị thấy cái nút này không, cái nút này nó chọt lên nè, nó ấy lên nè. Đó là có nghĩa là chắc ép trong đó dữ lắm. Chừng nào cái này nó xuống zero á, không số không á, thì mình để chút xíu nữa cái mình cho nó xì hơi ra, mình mở cái nắp này ra cho nó xì hơi ra ngoài, xong rồi cái nút này nó chạy xuống á, mình là chắc hơi ép trong đó nó hết còn mình mới lấy ra được. Quý vị ơi, bây giờ cái nồi này mình cũng nấu nó còn 8 phút nữa. Dạ. Thì quý vị thấy đó là cái nút này nó bây giờ chắc hơi dữ lắm trong đó. Chút đỏ đó quý vị, nó lên vậy đó. Mình cũng có cái nồi nữa đó quý vị ơi, cái nồi này là 6 quart quý vị. Thì mình cũng nấu được 5-6 đòn nhỏ, đòn bánh chuối nha quý vị. Mình cũng bấm cái này là crock pot, không phải là instant pot. Thì nó cũng khi mình nấu thì mình bật cái nút này khóa lại là khóa hơi ra nè. Đó, và cái nút ấy nó dưới đây. Nút sắt nó lắp xuống là nó hơi chưa có. Khi nào nó bung lên nó là hơi đầy trong đó đó. Bây giờ nó đang mình đã bấm bật high pressure rồi. Bấm mist 2 rồi mình đẩy cho 1 tiếng đồng hồ rồi. Mình bấm star, cái này khác với kia tự động.
khi bật vô rồi là bấm vô rồi là nó tự động, cái này phải bấm start mới được. Dạ, cái này nó đang nóng là bắt đầu nóng lên, gần hơi nó mới bắt đầu cái giờ nó đếm xuống đủ được nóng rồi đó. Cái gì cũng nghe nó soi ọc ọc như đó chú Lĩnh nè. Quý vị ơi, cái nồi này mình nãy mình nấu ra xong rồi, cái này này còn 14 phút. Bây giờ mình trước khi mình lấy cái nồi này là instant pot nè quý vị, mình lấy nó ra mình rút điện ra rồi mình để trên bàn nè. Khi mình lấy nó ra thì mình cái này nó nhảy lên là chứng tỏ là hơi áp suất trong chỗ nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ kéo cái này qua để cho nó ra cái hơi nha quý vị. Mình phải cẩn thận đó, này dữ lắm đó. Cái gì thấy không? Kéo nó ra từ từ, thôi nó vô không đèn. Đó. Cái gì thấy không? Đó, nó ra thì hơi khối. Đó. Cho cái này nó xuống nha quý vị. Đó, cái này cẩn thận đó, đó, cho nó xuống mới được. Đó, mình kéo qua cái bên gọi là lò venting nè. Đó, cái nút này cho nó nút đỏ cho nó sụp xuống luôn mới được. Là trong chổng mới hết hơi ra. Còn hơi gì mình mở ra là rất là nguy hiểm luôn. Đó, nồi áp suất thì phải nấu như vậy thôi. Đó, mình thấy vẫn còn hơi vô vậy. À, đừng có nói là này áp suất nấu mạnh lắm, cao lắm á. Áp suất cao lắm á. Rất là cẩn thận khi dùng cái nồi áp suất này quý vị. Quý vị ơi, bây giờ nó cũng cái nút này nó cũng xuống rồi, vậy mình mang từ bàn lại gần cái chỗ mình ấy nước đó. Trước khi mà mình mở ra thì mình chuẩn bị cái thau nước lạnh, để mình ngâm nó vô mình vớt nó ra. Đúng rồi. Nước lạnh đây. Rồi. Mình đây mở mình này ra cũng nguy hiểm lắm nè, thấy gì cái hơi đó. Thì make sure là cái này chắc ăn là cái này thụt xuống rồi, cái này là không còn hơi nữa. Ở bên đây bây giờ mình mở ra từ giờ nó lót nè. Mình kéo là mình dở ra. Đó, dở ra. Quay vô đây. Wow, bây giờ bánh tét mình nấu gì đó quý vị ơi. Ngon quá. Chín mất. Thơm quá. Đó. Kế tiếp đó thì mình làm sao mình lấy đũa mình dở mấy cái bột đòn này ra nè. Cái quai đó. Cái quai, mình có cái quai mình làm mà đó quý vị. Đó, từ đây nè. Thôi mình để gần gần lấy cái này. Đó. Xong á. Lăn lăn xíu hồi để cho nó ngâm hồi đi. Đó. Rồi cái xong cái anh lấy hết đi rồi anh chờ anh lấy ra hết. Anh vớt hết. Ngâm. Cái quai mình cầm mình ấy cũng được quý vị. Cầm bỏ đây cũng được. Cái nồi gần gần lại. Cái nó chưa ấy. Đây. Đó. Đây. Đó. Đó. Đây. Đó. Cái nào bỏ cái này thì bỏ vô trước nè, lấy ra đi. Giờ vớt ra dựng đứng lên nè quý vị. Cho nó ráo. Rồi để nó thiệt nguội nha. Rồi cắt ra cho quý vị coi ha. Đó. Hết chưa anh? Còn hai lần rất nóng vậy. Cái nồi này được 8 đòn ha. Cái đòn cũng không bự mấy quá gì, cũng vừa vừa thôi. Nè, hơn gan tái xíu, có cái gỡ gan. Đây quý vị quay trong nồi nè. Thêm nồi nè em. Bây giờ còn mấy cái này giống gì nè. Cái đòn này nó cong quá vậy. À, quý vị thấy không? Đó, trong nồi vẫn còn nước nè. Rồi đó. Ừ. Cái đòn công là vợ mình gói đó. Ủa?
cái kiểu này của anh mà. Cái nồi nhỏ mình để dưới nè quý vị ơi, bây giờ mình xì hơi ra nè, nó xì xì đó. Đó, xì đó quý vị ơi. Đây cái nồi này cọp thoát này đó. Quý vị ơi mình đã quay, đã nấu xong rồi, bây giờ mình ngâm mới, ngâm nước mình vớt ra đó quý vị ơi. Đây mấy đòn đây, hấp dẫn chưa? Này này mình vớt ra trước rồi nè, bây giờ nó ráo ráo mình để cho nó nguội xong cái mình quấn giấy ấy lại, plastic lại cho dự trữ cái độ ẩm đó. Ok.